Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool ngày 5 tháng 4 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Thì trong series trước, Shop em đã giới thiệu từng máy Hitachi hàng mới 220V. Thì sau đây sẽ làm một cái báo giá tổng xét một máy dành cho một bộ DIY tại gia đình anh chị có thể sử dụng, hoặc là một bộ anh chị muốn lên công trình cũng được. Gồm có bốn máy nha, gồm có một cái cưa đĩa, một cái đĩa 190mm, máy bào, cà nhám, cưa lọng. Thì tổng bốn máy này shop em đã tính lại là 5.412.000. Nhưng mà nếu anh chị mua một lần một bộ thì sẽ được giảm xuống còn lại là 5.250.000, là chưa bao gồm phí vận chuyển, rất là ưu đãi. Bên cạnh đó, shop em đợt rồi cũng đã giới thiệu một cái bộ DIY gia đình dành cho mọi người để sử dụng điện 110V, tức là hàng nội địa Nhật. Thì một bộ nó gồm có 5 máy thế này mà một cái biến áp với giá là 6 triệu. Tức là bộ mới 220V vẫn còn thiếu cái máy phay nè. Máy bào thì đây là bào lưỡi 82, còn đây là bào lưỡi 81, nó có giá trị hơn. Tiếp theo bên đây thì nó có thêm cái biến áp. Nói chung là một bộ bên sắt em set là chỉ bề xài thôi. Quan trọng thì bà hàng nội địa Nhật là xài đúng điện, là luôn luôn phải cắm một biến áp. Thì đã tài trợ cho anh chị biến áp luôn rồi, với giá là 6 triệu. Còn bộ 4 máy bên đây, anh chị mua một lần đúng một 4 máy luôn thì sẽ bán với giá là 5.250.000. Còn nếu mua từng máy thì sẽ xét riêng từng máy một theo cái giá mua lẻ và bán giá sỉ đó. Thì nếu mà bốn cái máy này mà tính rời ra từng máy thì tổng giá tiền của bốn máy sẽ là 5.412.000. Còn nếu mua lần bốn máy thì giá sẽ là 5.250.000. Anh chị có thể lựa chọn rất là tiện dụng. Ngoài ra cái bộ Hitachi bên đây nó sẽ còn thêm một cái máy máy mài gốc. Đây là cái máy Hitachi mà sản xuất tại Malaysia chứ không phải là sản xuất tại Trung Quốc. Đó, còn bốn máy dưới là sản xuất tại Trung Quốc hết. Thì cái máy mài gốc này cái giá bán lẻ là 1.560.000 đồng, chỉ bao gồm vận chuyển. Nếu anh chị mua một bộ gồm có 5 máy luôn thì shop em sẽ bán với giá là 6.720.000, chỉ bao gồm vận chuyển. Nếu mà một bộ gồm có 5 máy này thì tổng giá trị của nó bán lẻ thì sẽ là 6.972.000. Còn nếu như mà mua nguyên bộ gồm 5 máy thì sẽ bán với giá là 6.720.000, rẻ rất là nhiều. Rồi, video này kết thúc. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.